Thương nó chứ miệng thì nói hùng hổ chứ nhiều khi kẹt lắm á, thí dụ như con nào nó phá quá thì mới trị nó thôi, chứ nhiều khi kiến tôi cũng không dám nói thiệt đó nha. Mà khi tôi nói thì tôi nói dữ dằn, chứ mình nghĩ nó lỡ nó vô cớ nó mình ngồi đụng nó mới cắn mình để nó kiếm đường nó chạy đó. Còn mà khi nào ví dụ nó phá quá, ví dụ như con gián hay là kia, nó cũng không, nó thật sự nó cũng đâu có biết đó là độc hại đâu chú. Nhưng mà ngặt nổi á, nó nhả những cái độc ra thì con người mình ăn nó kẹt, nó bệnh, nó chết, khổ cho cái con người mình mới phải phải kiếm cách từ cái khác mình trừ khử nó, vì con người trước chứ đúng ra cũng tội nghiệp. Nó cũng hiền nhưng đâu có, nó đâu có muốn làm độc cho ai, nó đâu có biết nó làm độc cho nên nó mới sinh ra cái loài vậy. Nãy có gia đình tự nó điện nó kể gia đình mà sao tôi nghe rồi cái tôi thấy hỏi ôi, mà giờ tôi nói thiệt với tụi nó, tôi nói giờ thầy nói thật, thầy không có cách nào cứu được rồi. Thứ nhất là tại vì tôi không có biết cái vấn đề bùa ngải, tôi không tin gì, không không phải là không tin mà có nghĩa là vì mình không có chơi nó, mình không Không biết có nó. biết nó gì đi. Vì bây giờ đó thì cái, nhưng mà có thì chỉ như phải có rồi đó, vì đó là tà Phật mà phải không đó. Thì bây giờ nó khổ là có cái em nó đi qua bên đây, nó cũng ráng cố gắng, nó học rồi, nó cũng có giấy tờ ở lại rồi. Rồi khi mà giờ cha nó qua 7 năm nó miền Nam Cali á, rồi bây giờ nó nghe cha mẹ bệnh nó bay trở về thì nó mới thấy cái hoàn cảnh hỏi ôi hết trơn. Giống như thì nó nhà nó có mấy anh em thì dĩ nhiên thì cái tâm tâm lý của người Việt Nam mình thì lúc nào cũng con trai, con trai nói giỏi mà, chứ con gái ăn cơm bữa ở nhà hoài. Thành ra cha mẹ mới mong là cưới vợ cho thằng con trai để mà có con dâu để sinh con đẻ cái để nó dỗi tông đường, đồng thời con cái mà nó dựng vợ gả chồng thì cha mẹ cũng vui. Thì khi cưới dâu này về bây giờ nó quậy tanh banh hết, mà nó còn chơi, nó dùng cái thuật cái gì đó, chú thuật gì rồi mà nó làm cho thằng chồng nó là con trai đó giống như điên điên đảo đảo, nó nói gì là chồng nó nghe cái đó phản cha, coi như là chửi cha mắng mẹ làm cho nó tan hoang tài sản. Thì bây giờ cái nội dung chính đó là mọi người ở trong xóm là thấy thằng nhỏ này hồi chưa có vợ thì sao nó không có như vậy, gia đình thì làm ăn phát mới có tiền mới cho con đi du học đó, nói chung là vậy đi. Và bây giờ tiêu tan hết, mà bây giờ nó còn bắt buộc, nó còn giống như là muốn đuổi hai bà ra khỏi cái nhà. Khi nó dựng vợ gả chồng rồi đó thì mới cho nó một miếng đất cách đó là khoảng 10 phút Củ Chi, mà nó cũng là không cũng ngoại ô chứ không phải trong nội thành. Thì cái nhà ông bà cha mẹ ở thì cái nhà đó nhà lớn, thì bây giờ mới cho nó, thì nó có vợ giống như ra riêng vậy đó, cũng như giống như cũng có của cải mới ra riêng chứ đúng đó, con trai thì nó mẹ ở. Thì nhưng mà cuối cùng rồi thì cuối cùng của ai cũng của nó, nhưng mà giống như nó giống y như cái hoàn cảnh gọi là thái tử A Lạ Thế vậy đó, cuối cùng của mình làm vua, mình cha mẹ mình là vua thì để lại cho mình có một đứa con để lại cho ai, nhưng mà nó muốn là nó muốn sống đúng không, nó muốn sống. Thì nó nói bây giờ thầy ơi chồng sớm, nó bị bùa, anh con bị bùa ngải này kia nọ, bây giờ cái hoàn cảnh vậy là cha mẹ thì thất điên bát đảo, thấy tội nghiệp. Rồi bây giờ đó, ngược lại bà mẹ đó bệnh, bây giờ ông cha thì bệnh rồi bà bệnh giống như ngơ ngơ luôn rồi. Vì nói chung là theo cái tình hình này mình nói về tâm lý á, thì con người đang làm ăn nó phát triển nhưng mà tự động nó sụp xuống cái, thì cái đó nếu mình không, đừng có nói bùa ngải, nói về Đúng mặt rồi, cũng tâm suy lý theo đúng thì sụp. Cho nên đời á, thế gian ta nói thiệt đúng là đừng có phát quá ha, nó phát quá nó làm cho thay đổi đó, rồi khi mà suy sụp vậy đó. Rồi cái nữa là bà mẹ thì ngược lại bà mẹ cái gì cũng con trai, giống như bây giờ hả, nếu thằng đó mà nó trở về nó mời bát cơm thôi là người mẹ là vui lòng hớn hở ra, chứ là phơi phới vậy đó.
ở chỗ này nè, rồi mình mới nghĩ tới liên hệ tới cái nhân quả của nhà Phật đó, chứ thấy không? Chính xác. Rồi con nhỏ này bây giờ đó, tới ngày về rồi mà nó bay về Mỹ không có đạt. Nó về thì cha mẹ nó không ai nuôi. Thằng kia nó bây giờ đã nó bắt buộc ông bà này phải ra khỏi cái nhà đó, về cái nhà của vợ chồng nó ở đó, thì cái nhà nhỏ, để nó lấy cái nhà lớn ra nó làm ăn. Tuy nhiên nó phá tan tành vậy đó. Nhưng mà cái nội dung, nội quy á, thì đổ là đổ hết cái tội cho con dâu. Mọi người từ chòm sớm bị đó, từ ngày trưa cứ cưới con dâu này về đó, lý luận vậy thôi. Lý luận thì đã thừa con dâu này nó bỏ bừa bỏ ngại. Thì tôi mới nói bây giờ mấy đứa nghe pháp thầy lâu chưa? Hôm nay con nghe cũng cả năm mấy nay. Vì lý do đó con phải nhờ thầy cứ như là tư vấn cho. Thì giờ tôi nói, giờ nói thẳng ra thì thầy không cách nào. Bởi vì thầy không có biết vụ mà bùa thuật, cả chú thuật, luôn cả thầy cũng không có khả năng chú nguyện cho ai, thay đổi tâm tánh cho ai. Đó là tôi nói là thành thật thôi. Bởi vì nó nói nghe pháp cả năm mấy nay thì tôi nghĩ nó đã thấm rồi. Thì tôi mới nói thật, chứ còn tôi không có đủ cái khả năng mà tôi làm gì khác hơn. Bởi vì kể cả nếu nói sâu sắc hơn á, là kể cả Đức Phật cũng không có khả năng chuyển hóa cái nghiệp ta được. Nếu người ta không chịu chuyển thì Phật cũng đành bó tay, đúng không? Thì thôi bây giờ con nó khóc quá trời, bây giờ con bình tĩnh đi. Giờ cũng có niềm tin là nghe là thầy giờ tối nay đã nói được cho thầy nghe như vậy là coi như là cũng là nhẹ một phần rồi. Có cái niềm tin tưởng thầy này. Thì bây giờ thôi, giờ con ngồi yên lặng, tỉnh tâm lại, quán chiếu biết đâu là cái nghiệp lực của cha mẹ cộng nghiệp nè. Mình nói thẳng là mình mắc nợ cái cô dâu này đi. Tại vì mình đâu có thấy được nhiều đời, nhiều kiếp về trước mình từng hành hạ nó, mình từng giật dọc của nó, cho nên bây giờ nó lên nó đòi. Và bây giờ cái gì nó đòi đủ số là thôi à. Tôi không cách nào khác hơn, tôi phải nói cái nhân quả gì thôi, phải không? Tôi nhớ nó đòi đủ số bên đây. Thời rồi không biết bao nhiêu cho đủ thầy, nó phá tan qua hết rồi. Và bây giờ còn muốn chiếc cái nhà đó cha mẹ phải đi ra nữa. Mà bây giờ coi như là nó làm cho điêu đứng hết tụi này. Bởi vì thật ra tôi nói là nhưng mà dắt cho nó hết nước á. Dắt cho nó hết nước mới được. Tại vì cái nghiệp mình bây giờ mình không thấy được cái quá khứ, nhưng mà mình hành hạ ta, bây giờ ta đòi ta phải là gọi là cạo cho nó cho đủ. Thì bây giờ nếu đói đây lắm á, bây giờ cái quán chiếu nghĩ qua đây lắm đủ ông bà ra khỏi nhà thì đủ số thôi, tận cùng rồi còn gì nữa đâu rồi đó. Con cứ nghĩ vậy đi. Nhưng mà bây giờ cái điều khó đó là làm sao nó bay trở về Mỹ nè, cái đó là tôi cứng họng nè. Nó nói gì con bay không đành. Mà bây giờ nếu có đứa con của mình nó bỏ cũng không đành nữa. Mà đi thì ai lo nấu cơm nấu nước cho cha mẹ. Đó, bởi vì giờ nó bỏ vậy rồi đúng không? Mà cha thì bị tai biến rồi, tôi nói thiệt. Bởi mình mới thấy ra đó chứ ba. Tính là ông, tôi, ông đang, mình đang sống cõi tiên đó mà mình không biết. Mình cứ mình than than trách phận, mình cứ mình cõi tiên đó. Ví dụ giờ ông nói những... Mình không dưới quan nghiệp, tức là mình cõi tiên. Dạ, bây giờ đó. Niết bàn hay là... Dạ, niết bàn. Ông bây giờ nè, thí dụ bây giờ ông còn đi được, thì ông coi là những người bạn của ông, có người chết rồi, có người đi không được, ông là phải ông phước hơn ta không? Ông còn mở cái mắt, ông thấy đường được, ông nhìn nghĩ có những người bằng tuổi như ông ta không thấy đường. Nhìn kỹ là từ trên tới dưới của mình đều là phước báo hết đó, mà mình không biết tận dụng cái đó là thôi. Tôi thay nghe vậy, cái tôi hỏi ôi, tôi nói trời cái nghiệp. Tôi nói rồi bây giờ thầy cũng nói thiệt với cô, bây giờ cô đáng tuổi bị gì? Cha mẹ nó mới sáu mấy, nhỏ hơn cha mẹ tôi nữa. Thì nói như em mình, giờ tôi nói thiệt với cô với con thì thầy hết cách rồi con. Thì mình phải nói là mình con bị nó nhỏ tuổi hơn mình an ủi nó dỗ về nó hết cách rồi, bởi vì cái nghiệp chúng sanh thầy không cách nào gỡ được hết trơn á. Nói như vậy thì giờ thầy nghe, thầy nhận biết đó, rồi thầy phiên đó là cái cách duy nhất của một vị thầy tu. Bởi vì nó trong các cái cách cái sự mà gọi là thông của cái người tu là chỉ có giáo hóa thông là đệ nhất thôi.
giáo hóa thông thì làm sao mà mình nói chuyện giáo hóa ta cho nó thông suốt. Khi tôi nói vậy nó khóc ồ lên, rồi nó nói thầy nói với con nghe phải. Tôi nói thôi bây giờ đừng có đâm đầu nữa nghe, đừng có nghe tròn xóm ta nói là cái đi kiếm thầy bùa thầy ngải nữa, thì tôi cuối cùng mình đâm vô nữa, mình đi kiếm bùa ngải, một là gỡ, hai là trả thù, thấy không, trả thù, còn biết phải vậy không, rồi mình đâm vào cái ác nữa. Chứ công nhận điều đó không? Thì đã trượt dữ lắm rồi này. Không khéo là đâm vào cái ác nữa. Bây giờ biết phải là nó đi bùa ngải để nó mê hoặc cái ông chồng, mê làm cho cha mẹ chồng điêu đứng vậy không? Mà nếu bây giờ mình, bây giờ nếu mà phải vậy đó, mà thì mình phải đi yếm để mình trả lại. Thì đâu có ai hơn ai, đâu có ai hiền hơn ai. Thì bây giờ khổ nữa, thôi bây giờ chấp nhận trả nghiệp đi. Cái gì mà nó đòi đủ số rồi thôi à, ông công nhận điều đó không? Còn bây giờ nó đòi chưa đủ số thì nó đòi cho đủ. Và ở chỗ đó đó, và mình thấy như vậy để đời nay của mình á, ráng đừng có tạo cái nghiệp quan gia là vậy đó. Trời ơi nó khổ, bởi vậy nên lời kinh Phật nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả đó. Bồ Tát thì ta muốn làm thì ta thức tỉnh ngay từ cái nhân, còn mình không có, họ mình làm mình không thấy đâu, mà tới cái quả đó tới mình cứ la làng, trời ơi sao tôi thế này, trời ơi đất ơi thổ địa ơi thần tài ơi sao tôi vậy cho thấy không? Tại tôi đã rồi bây giờ không chịu chứ ai chịu đâu mà nói. Bây giờ như tôi nè, tôi nói ý là tôi là không có ăn, không có mười mấy tuổi tới giờ là không ăn thịt chúng sanh nè, nhưng mà mười mấy năm hồi tôi còn trẻ tôi cũng ăn biết bao nhiêu thịt chúng sanh. Nếu ví dụ tôi mới gọi chứ tôi, trời sao mấy mươi năm nay mình ăn chay, mình đâu ăn thịt chúng sanh đâu mà sao nó đau nhất. Ví dụ vậy đó, mà đau nhất chưa phải là đau nhất cái kiểu mà quá đau nhất mà mình còn thấy khó chịu. Tôi nói, vậy thì cái mười mấy năm hồi khi mình chưa đi tu mười mấy tuổi, từ năm 1 tới năm 13 tuổi mình ăn biết bao nhiêu thịt chúng sanh. Hồi còn nhỏ cha mẹ mình giết bao nhiêu, vì con tôi là con trưởng thì gia đình họ phan của mình tôi thì ai cũng thương, cho nên cái gì cũng đồ ngon là cho mình ăn, nó mới mập vậy nè. Dù hồi xưa tôi không mập mấy nhưng mà nó cũng phải có cái gen, nó cái nếu cạn nước sôi mình kia hao uống mình đó đi đó. Thành ra tôi mới nghĩ vậy thôi, mình chấp nhận, mình bằng lòng mình trả đi, nó trả đi chứ giờ nói gì. Trời ơi, thấy sao đời có những cái hoàn cảnh nó khổ gì mà nó khổ. Và chú thấy không, khổ tiền của vậy chứ nó không sao rồi nha. Mà cái khổ tâm rồi nè ha, khổ tâm nó khổ quá. Nên khổ thân thì chứ không có bằng khổ tâm á. Thầy biết không, mấy cái người mà còn trẻ quá mà ôm của, ôm tiền cho nó cố làm giàu, làm lẹ, làm nhỏ đó. Nhỏ mà làm giàu sớm quá đó. Trời ơi, tới cái tuổi mà 60 trở lên đi rồi mới thấy cái cảnh thế nào là lễ độ. Nó mới gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lễ. Đây nè thầy. Chú hả? 20 mấy 30 tuổi là trải nghiệm đàng hoàng đấy. Đúng rồi, thật luôn, 20 mấy 30 tuổi là đã là đại gia rồi đó. Mà từ đó trải nghiệm rồi đó mới thấm được cái cuộc đời, thấy không? Dạ. May tới giờ này nó chưa có bị cũng còn cũng không, mà từ nhà có cái ông sớm quay đầu. Dạ, cái nên không quan dạ. Có nghĩa là mình sớm mình không có tạo nữa. Dạ không tạo nữa, dừng tới cái lúc 60 tuổi là dừng luôn, không có bắt đầu đi. Nhưng mà vậy mà nó cái cũ nó không mất nghe, nó vẫn lâu nó dễ nha, dễ nha. Hết từ này chửi tới kia chửi, phải không? Đó, vậy đó. Chửi bóng chửi gió cũng là cái nghiệp của vậy mình sao? Đó. Lâu cái kêu ra nó nói tôi nói. Mà tới giờ này là từ năm 60 tới bây giờ là coi như nghỉ không có làm nữa đó, thì đi đâu làm. Nhưng mà nghiệp cũ không mất nghe chú, không mất à. Tội thì tha thầy ơi, tội thì tha, thấy không? Nhưng mà nhân quả nó không có tha. Đúng rồi. Đó. Nói cái câu là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Thầy có tội, bây giờ có tội với ông, xin lỗi ông tha tội phải không? Thì ông tha thôi, nhưng mà cái lỗi đó, cái nhân quả đó không có tha. Nhưng mà đừng có cái đường dày, Đức Phật có dạy là mình có thể chuyển nghe.
chuyển. Ví dụ bây giờ cái ly trà ông đang uống đắng, thì ông uống đắng, giờ ông muốn cho nó nhạt chút thì ông lấy nước trong ông đổ vô. Thì nó nhạt từ từ hả, đổ nhiều nước trong vô thì huyết. Nhưng mà phải chấp nhận cái thời gian, gọi là dĩ thời nhi thục. Dĩ thời nhi thục. Nghĩa là dĩ là cái thời gian nó khác, cái thời gian nó khác, phải chấp nhận thời gian khác. Chứ không phải là không phải liền được nha. Nó cũng trả, nhưng mà nó gọi là nó dài hơn, nó loãng ra. Nó loãng ra để cho nó mình nhẹ. Phải biết bằng cái gì thì nó mới loãng kiểu đó chứ không biết. Thì đó, thì còn thiện đó. Đó, ý nghĩa là miệng nó lành, thân làm lành. Vậy thôi. Đặng nó pha loãng từ từ đó. Dạ. Yeah. Thầy thấy không? Chứ không thôi là trời. Gọi là dĩ thời dĩ thục đó. Cả chục năm nay nữa mà không có quay đầu lại mà tiếp tục đấm vô cái đó nữa, giờ chắc ăn xôi ăn cho hết luôn. Thì bây giờ xin lỗi nha, tôi nói cái những cái trần tục ông cũng đừng nói, tôi nói từ đời. Ví dụ ông quay đầu đỡ, chứ nếu ông quay đầu quá thì tuổi này giờ sao? Đi vợ nhỏ, rồi. Vợ lớn là nhiêu đó là thấy khổ rồi, đó, sắc dạ, thôi. Dạ, sắc thôi. Dạ, rồi rồi bắt đầu tài. Dạ. Tài, ví dụ như bây giờ là ông còn ham làm tiền, ham làm có tiền để phục vụ cho sắc, rồi danh. À, tại sao mấy bạn mình nó chức này chức nọ, nhà cao cửa rộng, còn thèm mấy cái đó chết thêm nữa, danh chết thêm đó, là thật thì đủ thứ. Cho nên nếu mà con người mà hãy dừng được một mối đó, nhẹ mối rồi không, nó kéo luôn các mối kia bớt được, thấy không? À, được, nhẹ từ từ đó. Đúng rồi, nói vậy. Cho nên đó, người tu yêu cầu ta gọi là tháo gỡ được một gút thôi thì các gút kia tự động nó bung. Như tôi thấy tôi dăng cái giọng, tôi cũng quán chiếu pháp nữa nha. Dăng giọng mà khi bị tôi nặng nó đó, cái nó trì xuống đó, cái dây chỗ mình dăng đó, nó rút lại. Thì bây giờ muốn vậy đó, không bao giờ cái tánh tôi nóng nảy mà tôi mở cái dây giọng tôi mở ra được hết đó. Bị tôi nó nặng, nó nằm, nó ghì xuống. Chặt quá Chặt quá, cho nên buộc lòng về sau phải bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức độ có nhiều khi lấy cái tay xe nhẹ thôi, nhưng cái nhiên dùng nó ngộ nghe, bắt đầu từ nó ra. Còn nóng quá, gì mà nó không ra. Lấy tay tôi vuốt, tôi xe nhẹ thôi, bắt đầu nó mà nở. À, cho nên tôi thấy trên đài này có những cái đó là cái gì thầy biết không? Cái nhu đó nó thắng cái cương đó, thầy thấy không? Có những cái Phật pháp là vậy đó, rõ luôn đó. Dạ, rõ luôn vậy đó, mà người ta không chịu thấy. Cái nhu nó thắng cái cương, từ từ gỡ nó ra chứ giật cái nó cứ thắt thêm. Nên bây giờ thì cái tôi không tu hành mà giờ tôi nhìn đâu tôi cũng thấy pháp hết. Nhìn đâu cũng thấy pháp hết. Ây ta, trời ơi. Như vậy là làm gì cũng như pháp nè. Đúng rồi. Làm gì cũng pháp. Nếu mà mình không bình tĩnh là hồi vô tay. Đúng. Cứ việc bình tĩnh mình làm điều đặn gì đi. Mình từ từ, thấy không? Nếu mình, cái giới bắt đầu mà tôi nói chuyện chút mà tôi không cần nhìn mà nó cũng vẫn là không vô tay. Còn mình mà tâm mình nó bất an, nó hối hả, nó lực chụp hồi là giờ có nhìn nó cũng vô cái tay à. Sắp được cái móng. Còn mấy miếng nó sắc cho nó hết thì dẹp nó chuyện. Tôi còn sắc thao bì nữa. Tôi còn là một cái thao sắc xíu nữa. Rồi cái mai nữa, làm bữa mai nữa, cái chiều ngáp hoài không biết làm gì mắt. Không, cái đường nó lên nó vậy đó. Dạ, dạ. Nó đường nó lên nó buồn ngủ, nó làm triệu chứng vậy đó. Cho nên nó mới làm con người mệt mỏi. Rồi khi mệt mỏi mới nằm. Nằm xuống là tiếp tục nó giật tiếp, rồi từ từ nó là đó, nó tới nó khiến cái tới rồi quậy mấy không mà đó, quậy mấy không mà thành trụ quậy không mà bây giờ nó cái giáo lý đạo Phật chữ nào nghĩa đó nó rõ ràng vậy đó. Vậy là tháng năm là vô cái tuổi lẻ này nữa là giờ chắc rồi không biết làm sao đây, nhưng mà đức năng thắng số tới nào vô rồi. Nhưng mà thắng số chứ nếu không, nếu ai cũng dễ chơi thì hỏi thôi. Cuộc đời là sống hải hùng hoài sao được, chức năng thắng số. Ôi, có gì đâu băn khoăn. Có cái chết là quan trọng thôi, là vậy thôi, ai cũng tới được đó lo cái gì. Ngáp hoài là nãy giờ ngáp hoài là thấy không, ngồi ngáp hoài. Không phải là ngủ uống đủ. Uống đại trà cho nó xuống.
đâu phải là ngủ không đủ đâu, ngủ đủ rồi chứ mới gục ở trên bàn ở nhà, nó đang coi computer ở nhà đó, gục gục hết hồi đó đó mới thôi tới giờ đi xuống đây. Nghe em khám tại thằng nhóm tin nhờ ông đi chợ hơi nhiều món. Nhiều món cho ông đi kiếm hơi lâu, tại vì mấy cái món ông đâu phải chuyên mua đâu, ví dụ như cái bột xá xíu hay là gì nữa quên rồi, mấy cái đồ to go rồi đó. 20 tay đi khám bác sĩ, bữa nay mới có 15, 14 mà. Tuần sau mới đi. Năm 14 rồi, thêm 5 ngày nữa mới đi gặp bác sĩ. 20 tay là 6 chứ. Nó 20 tay, nó 14 tay, 20 tay là 6. Ngày thì tới ngày thứ 6 là đã gặp rồi. Có chú bác sĩ đấu hay bác sĩ Mỹ? Bác sĩ Mỹ. Mình ngồi mình cười chứ ngoài đời bây giờ còn biết bao nhiêu người khóc. Nó nói cái đó câu vô nói gì của anh này, cái gì người người trong khóc thầm đó, người ngoài cười nói mà người trong khóc thầm hả? Câu gì của Thi Hào cũng vô nó quên rồi, sao cái đầu tôi có khi nó nhớ nhớ thiệt hay, có khi nó muốn quên quên rồi. Cái gì người ngoài nói cười nói mà người trong khóc thầm gì quên rồi. Cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu đi. Đừng đòi hỏi quá. Mà trời là ai? Trời là ta đây nè. Ta tạo bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu. Bởi vì thiên giả. Mày nói cái trường hợp hồi nãy nó nghe là cái bà đó biết đâu ổng bản trước kia tạo nghiệp rồi bây giờ tạo cái nhân rồi bây giờ gánh cái quả. Chứ đâu phải dễ mà có. Mà vậy chứ mà cái tâm lý của người ta không chịu. Người ta không chịu. Ta không chịu ta dạ. Vậy đó, nói vậy, nó vậy. Rồi thế gian á thì nó tạo cái ác nghiệp nữa, rồi nó quyền rủa. Nó nguyền rủa mà cứ vậy thế gian, bởi vì cho nên nó cứ nó chắc chồng cái quan trái hoài vậy đó, thấy không? Chứ mình không thấy cái bây giờ cái... bà chỉ có im lặng, bà chấp nhận cái hiện tại là con dâu nó muốn vậy thôi, giao nhà cho thằng rể, thằng con với cô dâu đi, về nhà nó về ở cái đi nhà nó ở im theo... lặng đi chấp nhận theo cái... biết đâu chúng nó vậy, tôi hy vọng nó sẽ câu trên mặt nó nghe nó đó. Thì nếu mà nó chấp bỏng bả mình chấp nhận vậy á thì cứ im lặng chấp nhận đi đã để hết luôn đi ha. Dạ đúng rồi, đâu có biết hồi trước mình tạo cái nghiệp gì. Bây giờ gánh cái quả này thì trước cũng cho nó xong cho nó thì để có lý à, ông nói mở ra con đường nữa đi về bên nhà để ở, để ông bà có cần nhà cao cửa rộng không, đâu cần phải không? Đằng nào cũng cho con thì thôi cho nó đi cho nó vui vẻ, là nó về nó hầu hạ ông bà chứ không thôi nhà lớn nhà nhỏ gì chừng nào nó nghĩ lại thì nó về nó hầu hạ tính sau. Bây giờ vậy cho nó êm chuyện ở trong nhà cái đi. Nếu ông làm giải quyết vậy đúng không? Rồi đó. À, chứ không thôi thầy em coi, nó nghe chứ thôi thầy coi nó không làm vậy đó thì cứ phải cắn đắng hoài rồi chừng nào mới thôi. Mà trước thì cũng cho nó xong cho nó. Là vì nó con trai phải không? Đúng rồi. Mà nó thấy ra nó vậy đó, thà chừng nào cho nó thiếu đoạn thì mình vẫn chịu. Để nó nghĩ lại, có khi nó còn biết nghĩ lại thôi tại sao mình ở vậy, ông bà ở vậy. Nó đi nó năn nỉ ông bà về nữa. Có lý, ông đi. Nói vậy dạ. Tôi nghe có lý á. Dạ. Ấy nhiều khi nói ra vậy thì ông nói cho nó có những cái sáng suốt, ông làm cha thì ông để, nghĩ để, rồi. Để nó thấy ra cái điều đó, bây giờ thì nó chưa thấy. Nhưng mà nó về nó ở một thời gian rồi nó thấy trời mưa gió lạnh gì đó nó mới nghĩ tới cha nó, mẹ nó ở bên kia đang lạnh lẽo gì đó thì lúc đó mới là cảm động. Nó mới động lòng trời, người ta mới nó mới nghĩ lại. Yeah, mà nó nghĩ lại thì là lúc đó ổng bả hạnh phúc rồi. Rồi cái chết rồi thì cũng hết nghiệp rồi. Đúng rồi, vậy đó thầy. Chứ không thôi bây giờ
hụt hạt cho nó để làm gì cái thứ đó, để rồi mai mốt nó cũng đâu có bình yên đâu. Chưa hết nợ là nó không ha. Nó gieo vô đầu ổng bả cái khó khăn, cái suy nghĩ hoài. Rồi trong xóm tao quyền lũa ha. Cái quyền lũa ra mà hải hòa càng quyền lũa nó càng quán phải không? Vậy thôi, nó chồng chất nữa đó. Thầy mới nói đó, nó cứ vậy nó luân hồi, nó chồng chất. Vậy thì đúng là cái nhân quả thế gian của người con người này nó mệt quá ha chứ ba ha. Để đó thành ra thôi. Đúng ra nó yên xu thì Phật giáo không gọi là cõi này cõi ta bà. Người ta bà là chịu đựng mà. Chứ ta bà là kham nhẫn là chịu đựng. Thầy góp ý với cô đó đi, biểu thôi ba má cô chịu khó dọn về đây. Không nói thì có lý đây. Xui lòng nó đi cho mọi thứ êm ả cái đã. Rồi là năm rộng tháng dài, rồi vợ chồng nó về ở cái nhà bự đó cho nó đã đi, nó có phá tan đi nữa thì cũng của nó. Thì của nó đúng rồi, mình đã nghĩ là sao là của nó rồi mà. Có nó đâu, đúng rồi. Có lý. Dạ. Mình đã nghĩ, nhưng mà mình nghĩ là của nó rồi thì thôi, thì trả đưa nó cho rồi, nó rồi. Rồi mai mốt ông bà nó mà có phá tan đi nữa, nó quay về cái nhà một nát của ông bà để nó ở đó nghe, thì lúc đó nó mới dạy cho nó nhiều cái bài học ở đời, thấm nhuần thêm cái Phật pháp đó để hiểu cái chữ luân hồi là cái gì. Bây giờ mà lúc nó tham là nó không nghe đâu. Trời ơi, bây giờ thầy quánh nó còn chưa chắc chịu nghe lời ông chứ đừng nói. Đang để cho anh chút thì tôi phải làm tiếp. Vậy rồi khổ vậy đó. Qua tôi nấu chuối chân. Tại vì chuối để cho nó làm gói bánh rồi, cái còn mấy trái nấu chuối chân chơi thôi giờ ăn đi. Chờ không lâu quá. Để coi cái ổng đi tới đâu rồi. Không gọi cái mà chuối này nó không được ngon nha. Tại vì mấy trái không ngon tôi mới nấu, mấy trái ngon tôi để gói bánh. Ông vô ông đen hay ông hai chén đó. Tôi ăn từ hôm qua tới giờ rồi còn. Bởi ông nói cho nên khi mà nhiều khi á, ví dụ tôi nói nhưng mà tôi đâu có làm cha như ông đâu mà tôi hiểu phải không? Thì ông nói tôi mới sáng ra cái chuyện. Bởi cái gì mình gọi là đàm đạo mà. Rồi con đang tới đâu rồi? Bởi vì cho nên Đức Phật nói nó khổ trên thế gian này, cứ gọi là con ta, tài sản của ta, cái gì cũng của ta đó. Mà nó khổ, mà đó mình nghĩ mình cho nó là thôi trước sau cho thí đi, nó phải hết thôi hả? Dạ, thì nó tới nước này là, bởi vì nó tới nước này nó đâu phải là còn nít đâu gì, nó đâu sợ. Đâu. Phải chứ mình nó còn 7-8 tuổi, chưa tuổi thành niên, đã pháp lực, nó đưa ra tuổi thành niên phải không? Dạ. Tại sao nó già rồi thì nó tự xử chứ. Bà, ông bà có theo nó để coi nó hoài được đâu mà. Dạ. Theo nó đi để đời nó bớt nói. Mà thế gian nó khổ lắm, nó quyền rủa. Ví dụ gặp nhau vậy thì nó ôm nhau bất hiếu nhau được kia, nhưng mà đâu có biết mình phàm phu, mình đâu có thấy được cái nợ của mình kiếm thiếu nó hồi kiếp nào đó đâu. Dạ. Nó khổ vậy đó. Hiểu chưa? Đây. Thế gian nó khổ. Khổ đủ chuyện, khổ đủ điều. Hello. Dạ đại ca. Sao? Mày tới chưa? Chú chân chờ anh đây nè. Lẹ lẹ đi chứ thôi nó nguội. Bây giờ trên đường chạy tới. Dạ rồi, thầy ok. Mua nhiều quá. Ồ vậy hả? Sao thầy ổng hành cho ông có phước đó chứ. Hả? Ổng hành dữ quá để cho ông kiếm thêm phước đó chứ. Đó,
Thấy không, thấy không? Trời ơi, tôi nói thêm để cho ông có nhiều phước. Và kiếp sau có nhiều vợ vô. Thôi ăn lẹ đi. Ok rồi. Ok rồi. Bye bye. Kéo là chú ba cho họ vô đây. Quái lắm. Trời, được cái gì của ông là quái. Được thêm phước, thêm tiền, thêm gái, thêm vợ là ông thích. Gì nữa, lúc nào ông cũng nói tiền đưa đây tôi. Cái gì cũng đưa đây tôi. Trời ơi, ông ngoại thiệt là tình chưa chịu bỏ được bảy mấy tuổi rồi. Nó khổ vậy, thế gian nó khổ á. Con mắt nó bắt đầu nó mờ. Chú hả? Đúng rồi, đường nó lên thì nó phải vậy thôi. Nay khí hậu có tươi, có mát, có thể mát không? Để coi nay. Cũng đỡ đỡ rồi. Giờ này nó nhiêu độ? Giờ này nó 54 nhưng mà nó lên từ 54 nó xuống rồi ông ơi. Tới 5 giờ chiều nó xuống còn 48 độ à. Mùa tối này nó xuống còn ba mấy hả ông ơi? Dạ, vô. À, nó được 4 mấy cho tới ngày mai. Ngày mai nó mới tối nó xuống 33. Mùa đông rồi. Xuống luôn rồi đó. Nhưng mà nó cũng còn mắc dịch nè. Thứ bảy nó lên cao 74 độ. Ừ. Năm nay khí hậu nó mát cũng, thiệt cũng, á. Cũng còn le lói chút đỉnh rồi. Khí hậu nó ngay nó khùng. Khí hậu nó khùng. Mà nó vậy nó dễ bệnh lắm á. Nó dễ chết á, là mà cái vụ Covid này nó khí hậu vậy là chết nhiều á. Mình phải né tránh. Trời tránh đâu. Ông tránh đâu. Ông nói thử cái Covid được tránh đâu. Lấy cái giật giật. Giật. Trời đó cái trời. Ông nào em biết sao mà tránh vậy. Cái giật giật. Việt Nam nó biết sao nó trả lại không? Trả lại đúng không? Có người nói Omicron này nó không có bằng cái Delta. Cái gì chứ? Omicron nó cái biến chứng mới này. Uh-huh. Nó không bằng cái Delta. Sáng nay đi thử A1C đó. A1C là gì? Tức là cái biến chứng của cơ thể do đường nó sinh ra đó. Lấy cái kia chế miếng này uống nữa chứ ba, chứ để ra nên họ đúng hết mình đã cái không uống. Tỷ lệ phần trăm mà nó biến chứng đó. Dạ. Yeah. Càng ngày càng lên. Bữa hôm 4 tháng trước thì 8.7, bữa nay nó lên 9.4 rồi. Uh-huh. Yeah, càng ngày càng lên. Được rồi hả? Thì cái tỷ lệ biến chứng của cơ thể đường do với cơ thể mình đó. Ôi mà thôi 70 rồi. 10 năm nữa cũng được rồi. À, các ơi, bây giờ nó được 10 ra cắt lượng hồi xưa 54 tuổi à. Bây giờ nó được 10 đỡ chứ không thôi nó mù mắt rồi nó gãy tay gãy chân nó nằm chỗ. Phật Hoàng Điều Ngự Trần Thái Tông 49-50 à. Nhưng mà thầy Lưu Bị Tào Tháo cũng có 52-50 gì đó à. Nhưng mà thầy người ta một lần một là đi. Còn đừng có nằm chỗ bây giờ ở đây là nó phiền lắm. Cưa chân cưa tay nó phiền. Vậy đó, cái đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó, thầy ơi, trời ơi, cái đó là cái nghiệp đó. Nãy giờ sao mà quan trọng sanh thuận tử an á. Sanh thuận tử an á. Khó lắm mà, chứ đâu phải muốn mà được. Bởi đâu. Chỉ hồi xưa các vị thiền sư họ cần cái, họ rút cái thần thức đi mà mình sao mình tu luyện tới đó được ta. Không khéo mình rút bậy cái nó không đi mà nó băng ra. Giáo gì ông? Ông gì đó, ông gì mà ổng thì ông rút được, rút cái hồn được, mà đệ tử ông rút được cái rút được mà nó nhập nó không được. Ông chỉ cái rút mà ông chỉ cái nhập, à. Nên nó mang cả đống luôn đó. À, yeah. Ông gì quên rồi, ông gì mà cả ly đó nè. À, yeah. Ông Lương Minh Đáng hả? Lương Đáng cái gì? Lương Minh Đáng à, Lương Minh Đáng. Lương Minh Đáng, Lương Minh Đáng thầy có biết không, cha nó ở kế bên nhà con ở Việt Nam á. Cách có hai căn à. Ông thì ông rút đi ông nhập vô được. Còn đệ tử rút đi ông nhập không được. Ông đó không biết làm sao à nghe. Chứ còn hồi xưa đó chả là dân không quân. Ừ. À, ở kế bên nhà con cách cái hai căn ở đường Yên Đỗ à. Dạ. Ừ. Đắng quá mà muốn hay. Ông muốn xuống đường thiệt á. Trời ơi phải nó xuống đỡ. Hay là tại thiếu nước à. Uống nước đắng là mới xuống được. Cả ngày hôm qua uống đâu có đắng thiệt con chai nước. Uống trà bát thì đắng lắm. Yeah. Mà đắng thì khó ngủ.
Nhưng mà bây giờ mấy nay ngủ được, mấy nay cũng ngủ được, nhưng mà khi mà ngủ sai giật mình nó vậy, nó nhức đầu. Không ngủ được nó cũng khổ, mà ngủ được nó cũng khổ. Ngủ bây giờ mấy nay ngủ được giấc khoảng 2-3 tiếng, đêm làm mấy lần cũng được. Sanh trụ dị diệt mà thành trụ hoại không, mà sanh lão bệnh tử quy luật tất yếu rồi. Không sao, Sáng rồi. không sao tránh khỏi, về già mới thấy ngao ngán. Ừ. Nhưng mà có nhiều người cái nghiệp nặng quá đi, không ngao ngán, không muốn nhào vô không. Mà có nhiều người tu á, chứ đừng nói người đời, gần chết rồi thầy chưa hoàn thành cái bổn nguyện. Tôi suy nghĩ bổn nguyện con mẹ gì đâu, bổn nguyện đã các pháp Đức Phật nói rồi, nhất thiết khẩu di pháp như mộng quyển bào ảnh như càn thác bà, như 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 cái gì đó, như như ba tiêu, là như cây chuối á, lọt hoài lọt tới hết thì thôi, như càn thác bà, như thủy trung nguyệt, cái khăn hả, giờ đây lao các bạn nó cái khăn này chỗ nó dưới cái tâm thất kìa, dưới tâm thất, dưới tâm thất, như thủy trung nguyệt là như trăng đáy nước, như càn thác bà, như ba tiêu, là 10 cái dẫn chứng Đức Phật nói đó nghe, như ảnh, như màn tivi, như xương, như lộ là như xương, như điện chớp, như mộng, như quyển, như bào là giống như nước đá đó. Đó vậy mà còn cái gì mà bổn nguyện thôi. Những cái đó sao nhờ tôi biết sớm vậy, cái tôi nó nhẹ, nó nhẹ lắm, dù là mình chưa có áp dụng 100% được như là Phật dạy, mà nó nhẹ, gọi là ngộ đó nghe này. Mà này ngộ là ngộ từng thần, chứ không khéo á, ôi đủ thứ chuyện đau khổ. Thì tự rút đó. Giờ tôi thấy tôi rút được nhiều thứ, bây giờ ai chửi tôi nhiều, tôi rút ra được nhiều. Chính bởi xác. Vì sao? Nên nó không quá thù, nó không chửi mình cứ lo nó hoài hay ngộ. Giờ nó chửi mà mình hết nghiệp nghe. Ví dụ như có mấy mấy người nó chửi mình hết nghiệp. Lo mình thương, mình cứ mình phải lo này lo kia, mình chưa lo cho nó kịp, nó chửi mình cái là thành ra cái trời mình hết nợ sớm. Tôi thấy vậy đó, cái tôi nhẹ ra chứ hỏi chú tôi là tặc tôi là hay ân hay tình hay nghĩa, mà cứ tôi nhớ hết rồi tôi lo hết rồi tôi làm sao lo nổi. Thành ra giờ đứa nào chửi mình cái mình hết nợ nó sớm. Đệ tử đệ tôn cũng vậy rồi, anh nghĩa bạn bè cũng vậy luôn. Ai chửi kiếm họ xá đi cho nó chắc nhẹ. Cảm ơn có những cái mình nói nó rất là dễ nha, khi mình bình tĩnh á là mình thấy các cái pháp như vậy đó, mình nói rất là dễ chứ thấy không. Nhưng mà ngược lại khi nó vô minh lên á, cái tôi mình nó hiện hiện lên á, là cái gì mình cũng thấy nó thiệt, cái trơn nó khổ vậy. Thành ra nó mới có cái thập nhị nhân duyên đó mà, để hiểu thấy được cái vô minh khó. Vì vô minh mà hành, vô minh duyên hành, là hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc lục nhập. Đó, rồi vô minh hành thức duyên sắc lục nhập, rồi lục nhập với duyên ai gì đó, duyên ái, ái duyên khổ, khổ duyên khổ, khổ duyên nhân dân, khổ não ưu bi. Rồi ưu não ưu bi mới trở lại cái vô minh. Vô minh cái nó hành tức nó cứ nó gọi là thập nhị nhân duyên đó, nó giống như cái móc xích vậy nè, nó vòng mà cắt chừng nào cắt được một khoen thôi thì nó tháo chốt rồi. Mà nó ngần này nó giống như cái dây loại tối vậy đó, nó không bung ra sao tháo chốt được. Đó đang làm bên chùa đã qua đó mà làm tới giờ chưa có rồi. Hai nhân duyên mới được, có đâu có vậy là duyên chưa đứt á. Duyên chưa đứt á, mới làm được có 3-4 cái gì đó hả, duyên chưa đứt mà cũng chưa có hoàn chỉnh nữa đó. Rồi cái đùng đó cái nó xảy ra bao nhiêu thứ, bao nhiêu rồi cái làm không có rảnh rồi, cũng duyên chưa đứt. Giờ thôi làm. Thì duyên bây giờ duyên chưa đứt, về làm cái vị này nói thế này thế kia nữa. Như trời lạnh nè, hơi hết lạnh.
duyên chưa đứt, duyên chưa có dứt. Rồi vậy có nghĩa là còn quay lại để tạo duyên nữa hay sao em ơi? Cái canh chua, canh chua ăn tới bữa nay cũng còn thôi. Ăn được không? Cũng tới bữa nay cũng còn đó, nghe. Tôi cũng còn rồi kìa. Cũng còn nghe đậm đà lắm. Nhưng mà chỉ có nó đục thôi. Nó đục thôi. Đúng là ông bỏ bắp chuối vô nữa nó đục. Đúng là bỏ bắp chuối nó đục. Mà nó đục rồi vẫn chua, vẫn chua, vẫn thôi chanh khô ngon lắm. Chanh khô ngon lắm. Cái số điện thoại, số điện thoại để coi vì có cái chú nó bị bệnh, con cho số ba nó bị mở trong máu mà đòi mua thuốc ở trong bên này thì làm sao mua được, mới nhờ bệnh mua hút thuốc nam á, có những cái bệnh đó phải uống thuốc nam và phải uống trường kỳ. Đúng rồi. Chứ bên nay mà thầy muốn mua mở trong máu phải có tòa bác sĩ mới đi mua được. Chứ ngoài nó đâu có bán. Thì bởi vậy. Cho nên giờ mà có những cái bệnh mình phải thuốc nam. Dầu nó tôi có biết. Cái gì giờ phải tranh thủ hạ, cái gì phải làm liền. Thế nó quên. Nó nói là uống thuốc làm sao. Uống nam. Ngát quá. Mai 16, mai 10, mai 15 á. Mai 15, mai 16. Mai 15. Năm 14, 15. Rồi. Đó, nghe tiếng đang tới kìa. Đó. Ông có đem chìa khóa thôi mà ông gõ cửa rầm rầm vậy mới. Cửa ra không đi. Chào ông chốt. Để sao luôn đó, anh ha, anh này sung sướng quá rồi. Cho để tới coi được không nha. Mở rồi. Để đó. Miếng bên đây, thầy miếng bên đây. Để thấy em trong này chỗ đâu để mà để đây. Trong này chỗ đâu để. 45 đồng. Cái nào ra cái đó lấy tiền trả. Bây giờ băng, bây giờ sáng nào phải kiểm tra, tối ngày họ mở mắt ra là phải tiền, đừng ai nói tu không tiền ra, mở mắt ra là tiền. Thôi em biết chừng nào siêu được đây, có nhà nó khổ gì cái nhà thấy không, vậy là cái gì cũng tiền. Tôn
tức gì mà ghê, ghê quá nhỉ. Thi thể nổi trôi trên sông Thạch Hãn, thông tin bất ngờ về một nghi phạm. Ô trời, là chuyện Việt Nam, chuyện Việt Nam giờ nó giết người không rúm tay mà. Có cái tin ở Mỹ nè, là chính xác đó, ở Kentucky đó, thứ sáu vừa rồi thầy về thầy thấy con trốt không? Thì có biết chết nhiều rồi, người à, chết rồi. Cả trăm hả? Chết 100 không nói mà thiệt hại biết bao nhiêu tài sản ở đó. Nhà cửa người ta thấy quá trời quá đất. Cho ông Lan cái ly uống nước trà. Đấy, ông Lan có điện. Thì mình không có sống ở trong cái cảnh đó thì chưa đúng biết màn trời chiếu đất ra làm sao. Mình thấy nó thừa. Mà thấy người ta vậy thì cho là thừa. Ừ. Thử vô đó đi, một tiếng đồng hồ là biết liền à. Ừ. Trời ơi, nó bạc ngàn cái thứ khổ luôn đó. Đừng có nói ở Mỹ này đó là có bảo hiểm nó lo nha. Còn ở Việt Nam, ở các nước khác không có bảo hiểm lo đó. Chết còn nữa. Tầm thân giữ nữa. Chứ không nghĩ phải là bảo hiểm mà nó quá rõ ràng ha, bảo hiểm nó lo nhưng mà không tùy cái à nghe. Thí dụ như ở đây đó thầy mua bảo hiểm mà thầy không có mua lục á, nước lục á, nước lục thì nó lo biết rồi, biết thì mình mua gì nó mới lo chứ không mua. Ở đây thì không cần nước lục thì ở bên đó cũng vậy thôi. Cái này nếu mà là accident á thì lại khác, còn không phải là accident. Nên bảo là chung à, cái này bảo chung nó phải lo không ơi. Cái này bảo thì, chung thì nó phải lo. Thì cũng hy vọng là vậy để cho bà con người ta đỡ có khổ. Ừ. Chứ không thôi là bảo chung thì nó phải lo. Dạ. Nó không lo là chính mà sắp sửa phải tới bởi vợ chồng Tâm nó nói tội, nó tối nó nói sắp sửa tới Noel. Mà những đứa nhỏ nó chuẩn bị rồi nó đón mừng ông già Noel, phát quà cho nó vui đó. Dạ. Mà bây giờ tình hình vậy đó. Dạ, mẹ thầy. Bây giờ mẹ thầy ăn gì vậy? Ăn chuối chứ. Hôm qua còn mấy trái chuối nó không ngon rồi, sẵn cái củ khoai môn làm bì đó, nấu với chuối chinh ăn. Ông bao đó, chờ ông thầy đó. Thầy trời đi, à, ông đó. Anh đi ăn. Không, tôi bởi vì bữa nay đường nó cao quá, tôi không dám ăn, tôi nghĩ vậy ăn. Chóng mặt quá. Anh bưởi, anh me. Tôi bảo rằng anh hết. Uống cà đắng cho nó bưởi á. Bưởi ha. Ừ. Một là bưởi, hai là me. Anh có nhớ me không? Me. Hồi đưa đi Lào á, tôi ăn hoài đó anh nhớ. Me. Me chuột, me ngọt á. Cóc đấy kìa. Bà à, cóc cũng được. Cóc cũng được. Nhà nhưng me ngọt ở chợ 88 nó có bán rồi kìa. Chợ nào không có bán hết á. Ờ, chợ me ngọt phải không? Ừ, me ngọt hay là bưởi có vậy thôi tùy anh. Anh bưởi nhanh hơn me. Dạ. Ừ, bưởi nhanh hơn me. Cái bưởi. Tại xuất liền. Bây giờ anh em đi chợ 45 đồng đúng không? Dạ. Vậy giúp ba tôi với. Đồng tiền cước gửi tiền từ thiện cho Việt Nam. Thầy còn tiền không Khoan? Thầy còn tiền không? Còn không? Trong nó còn không? Mày chết dở nữa. Nhiều, thầy kiểm chưa? Nhiều không? Có okay. Ít thì còn. Đấy hả? Con không biết nhưng mà. 45 đi 30 và 75. Dạ. Giờ tôi kiếm tôi trả ông luôn 1.000. Hôm qua tôi âm biểu tôi bỏ ban có người có rồi. Có người cho vô mấy trăm đủ rồi cho nên giờ trả luôn. Đấy hả? Là 1.075. Dạ. Rồi, bây giờ ghi tiếng Anh sao đây? Rồi, chị kia đưa 1.075 đây chứ để ngàn. Để quan ghi cho nó quen, 1,000 phải không? Vâng, 1,000. O U S A N D có chữ S nữa không? Không đúng không? Rồi chữ bà N. N. Và chữ N chữ E chữ N chữ D D. A N D. Dạ. 75 đó là. 7. Cái bên gì nữa? 75. Rồi được rồi. Vậy được rồi, đủ rồi đây. Có vậy đó. Đó là tôi trả rồi nghe, có ông ba làm chứng. Ngày tháng 12 ngày 14 năm 2021. Rồi. Vấn đề quan trọng là phải ký tên, kẹt lắm. Đang không ký tên là kẹt lắm. Thì không có tờ lấy không được ha. Thầy ký tên thầy ấy. Người ta ký tên nó vô tiền, sao tôi ký tên ra tiền không? Hôm qua sợ nhà băng nó lủng, mượn ông bỏ trước thì nay trả lại. Bước quá mà, bước quá mà. Tao với nó nhở, nó mua cho cái ghế mà nó đâu nói trước mấy trăm đồng bạc. Nó miễn thư thầy ngồi thầy giảng, tụi con thấy vui rồi đem lễ ráp. Mà gọi lúc mình đang tụng kinh mà sao đúng là cảm ứng đạo giáo nha. Tôi tối ngày đóng cửa, thấy tôi gài cửa kính then cài. Sao tôi nghĩ thế nào bữa nay tụi nó cũng tới. Cái tôi mở cửa đang tụng kinh nó vô. Yeah. Mua ghế mấy trăm đồng ngồi chạy sáng ngồi chơi chẳng
mà mới thì nó còn tên anh Đại đi chứ anh về anh nho anh mới anh Đại không ra đâu, tại vì không anh đua gì cả một tí này đó, anh Đại đi chứ nghe đang nghĩ mà đi. Đang nghĩ mà đi có đâu đâu à, thì anh Đại đi anh chỉ cái kia rồi để triệt cái này à, để cho cái này đó, nhưng mà bây giờ cái kia không bằng bây giờ tới cóc rồi nè ông, chưa có gì ông ngọn ông sắt ra cứng lắm nè, cứng ông sắt ra rồi bầm ra cứng lắm, bây giờ nó sẵn có chất chua chất muối rồi sẵn rồi, chất muối nó cũng mặn. Ông bỏ vô máy xay được không? Không được, để tôi sắp cho. Ăn đi tôi sắp. Nhà không có được. Nhà không được nó còn nó cổ đấy. Cái me này còn được. Cái me hay bưởi được. Bưởi nó mềm. Anh nhớ me nó cũng mềm. Cái này đường cao chứ không phải máu cao. Cái này đường cao thầy. Cái này quan trọng là đường cao đấy thầy. Tôi dùng chút đi, tôi dùng chút đi. Tôi sắp cho ông rồi, nhờ cho ông coi. À tức là tôi đi ra tôi lộn mấy trái bưởi. Anh chua four season anh biết rồi vậy buổi trưa buổi mà chua thì chấm muối tiêu muối ớt không có chua ngọt ngay là cha yeah. Ừ ngọt ngay vậy chuột nó ngọt buổi à. Ừ bởi ngọt chua nó mới có chất nhưng mà trong đó nó chua cốt là cốt chua à. Bên ngoài cái vị ngọt mai là nhờ mấy trái cóc nè tôi cho anh nhờ anh với anh bảo đảm tôi anh với anh vặt đó tôi tướng này tôi ăn vặt tôi ăn vặt như vậy không tôi ngồi để xe gọi là ăn vặt bưởi với me thôi bưởi me thôi okay, đừng ăn gì okay, tôi bảo okay. Anh muốn ăn con mẹ gì cũng được tôi bảo đảm anh con mẹ gì cũng hết ông nói thì chết ông nói hay quá còn không có thì thôi ông chịu khó ông... tôi cũng vậy thôi ha tôi cũng vậy ha tôi cũng ăn với anh vậy tôi còn được cao hơn anh ông bác sĩ còn để cho mà... tôi đi bác sĩ đường nữa đặc biệt đó specialist đó. Thì tôi cũng specialist đó mà tôi chẳng đi con mẹ thuốc ông cho uống tôi uống để cho mang lên thầy thì muốn cho ai thì sao thuốc được. Nặng á vâng thuốc đục đường là thuốc ông còn thuốc mỡ đó nghe thuốc mỡ thầy vâng thuốc mỡ để cái bóng mà tôi nói anh nghe cái kiểu con như vậy tôi nói anh nghe đừng nói đồ biển nữa đang cao đường đừng đồ biển nữa dạ đồ biển nó lên đường hả nó lên đường chứ nói gì nó cũng lên hết trơn á mà biển là không có gì nó không lên á, yeah. Anh tự nhiên là thoải mái vậy, đừng có sợ mẹ chứ nghe là nếu ai qua đó có điều là anh ba cái donut đều đừng lên ăn, không tôi không ăn donut, không tôi nói anh thí dụ như vậy, tụi Mỹ nó không kèm, anh nhớ không, ăn ngày nó ăn cả chục cái donut, bố kỳ đấy, anh em, anh chỉ nghe lời tôi, ăn cắp này cũng được, ăn cắp này cũng giải cảm đó, cái này giải cảm. Đó. Vitamin C nhiều lắm đấy nhá. Tôi không bị cảm ở đường tăng tăng cái gì đó. Bữa nay A1C của tôi nó tăng lên 9.4. Nghe không? 4 tháng trước nó 8.7. Nếu dịch bệnh mình đã dám đi không? Nghe em nói không? Thế còn nếu bây giờ á, tình hình là không vậy đó, trời nó còn gì nữa là sợ. Không chỉ uống á, cái vỏ cây me keo á. Nhưng mà uống vỏ cây me keo là suốt đời không ăn 5 thứ là đường nó... Vỏ cây me keo á, lấy đâu được, Việt Nam mới có, dưới đây làm gì có, me keo đây có, me keo tôi không biết ở đâu có, may giờ mai làm gì có me keo, dạ, có này, cái vườn ở Việt Nam ở dưới có đó. Vỏ me keo, thôi bây giờ cái đó khó, bây giờ để cho nó quân bình cái vụ đường dưới máu á, ông cứ ông nhờ cái kia rễ lục bình á, vớt lên phơi khô rửa sạch phơi khô đi rồi cứ ông chăm bỏ cho cái bình đó bỏ cho cái bình uống cả ngày vậy đó trà vậy nó quân bình nè cái rễ ruột bình đó nghe thế à ngộ quá cái bình nó đặc biệt nó có cái thế à vậy đó bây giờ lục bình Việt Nam nó hết luôn cha nó làm đủ thứ cái nhìn cái lục bình nữa tức là cái lục đi đó cái lồ lục bình rồi đồ lục đi đó hồi xưa đó cái lục bình đó là chỉ để điểm đổ rác thôi, vớt lên là vớt lên là đổ rác thôi, không có làm cái gì hết. Bây giờ nghe, cái đọt á là nấu canh ăn, xào ăn, nó ngọt như ăn sống cũng được, nó làm như nó làm nó ăn ăn như gỏi vậy. Còn hơn rau muống đấy. Nó giòn nó giòn sụn nó rụt rụt nó giòn vậy đó. Nè. À. Còn cái thân á, người ta đem phơi khô. Ta làm dây làm bây giờ tới cái rễ đó thầy ông biểu đem uống trị tiểu đường có cái lá
đường với cao thì máu. Cái lá đó cái lá không, cái lá không làm được thủ công, cái lá thì không biết làm gì, tôi không biết làm đâu. Lá thì bèo ăn được không? Cái lá thì heo ăn, heo ăn, heo ăn được không? Heo ăn được, sắc ra rồi heo ăn. Không có cái thứ gì quá mà hồi xưa người ta không có thèm nghĩ tới cái chuyện đó. Sao bây giờ người ta khai thác sao mà nó không còn nữa nha, không còn nữa nha, lục bình bây giờ không còn nữa, không con đẻ không kịp nữa, nó kịp đúng rồi, đẻ không kịp đúng rồi, đẻ không kịp lấy kinh rồi. Bây giờ cái đời đó nó đổi đời. Hồi xưa đó vắt chanh bỏ vỏ, bây giờ cái vỏ chanh nó có giá trị hơn cái bỏ đi. Cái lá chanh còn giá trị chứ đừng bỏ đi. Dạ mua rồi bỏ đi, cái vỏ chanh nó có giá trị hơn nữa. Ta chắc chanh bỏ vỏ đưa vỏ tôi. Đại đạo ngập tục ngữ ca dao hết trơn. Hả? Thầy nói như vậy, đạo ngược hết tục ngữ ca dao. Đúng không? Người ta bắt chanh bỏ vỏ thì bắt đứt lấy bỏ. Bắt chanh tôi xài luôn vỏ. Đặng cá quên không? Bắt chanh bỏ vỏ. Thấy trăng quên đèn. Bây giờ đâu có xài đèn nữa không? Giờ cũng đâu có xài trăng đâu. Rồi chơi bằng LED không? Ừ. Như vậy nhân tiện để nói vậy á, thích giác chi là cái gì đây? Trời ơi, hổ bạn như đó cái con lắm. Không hiểu này, con không nhớ nổi. Thất bộ đề phần á, thất bộ đề phần là nó đấy thầy, thích giác chi nó là nó luôn bạn thầy, nó đấy hả? Dạ. Mà bây giờ cũng cần cái chánh niệm đầu tiên phải không thầy? Không có, tập pháp, cái gì là tập pháp đầu tiên. Nó là chọn á, lựa. Vâng, trạch pháp là cũng như trạch pháp đầu tiên. Trạch pháp tương đắng, hỷ, sinh an, niệm, định, xả. Giờ còn chánh niệm nữa. Chánh niệm không có nói chánh. Đấy, tôi bắt chánh đạo mới đặt chữ chánh vô. Vâng, bắt chánh đạo khác cái này. Nhưng bây giờ chữ niệm là coi như là dường như là 37 rồi, đạo phẩm là nó có muốn hết rồi. Tứ chánh ca đầu tiên là tứ niệm xứ là có niệm ai? Dạ. Tứ niệm xứ là bốn cái đều có tiếng niệm đóng. Dạ. Là quán thân vô, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán vô ngã là đều dạ. Có tiếng niệm luôn đó. Dạ. Tứ chánh cần không nói nhưng mà cũng phải có niệm mới đóng là. Tứ như tốt có niệm như tốt. Mà ba cái tứ ngũ căn có niệm căn, ngũ lực có niệm lực. Thất bộ đề phần có niệm niệm phần, rồi bát chánh đạo có chánh niệm, tự nhiên nó nằm hết trơn, nó nằm chỗ nào nó cũng có niệm trong đó. Bởi vì chữ niệm ở trên là bộ kim dưới cái chữ tâm. Quan trọng nhất con nghĩ là quan trọng nhất, thầy phải có chánh niệm trước mới được. Nay là chữ kim là nay, dạ. Tâm và tâm, dạ. Tâm sống tâm hiện tại bây giờ. Và... hồi xưa người xưa họ viết cái chữ hội ý hay nha. Ví dụ như sao mà xưa đè với nữ. Ông ba chữ nho ba đành nè, một chữ nữ là đàn bà phải không? Ừ. Hai chữ nữ là thị. Ừ? À, là gì? Chữ gian. À. Ba chữ nữ là chữ dâm. Hai chữ nữ dưới chữ nữ trên là chữ dâm, mà tại sao mà chữ dâm lại là tự nhiên ba chữ nữ vậy nó có lỗi gì? Thấy không? Ghê không? Cái hồi ý từ xưa ghê gớm rồi đó. Một chữ nữ thôi mà hai chữ nữ thì chữ gian, mà ba chữ nữ là chữ dâm, bốn chữ nữ chữ gì nữa cả tôi những cái hồi xưa cái đầu óc của người xưa cũng ghê gớm rồi chứ, tự nhiên ba chữ nữ nó tréo hoe vậy, giữa nó có lỗ thành nó chữ dâm, ghê gớm không? Mình ngồi suy nghĩ lại, một chữ khẩu là cái miệng, hai chữ khẩu là cái gì đó, ba chữ khẩu là cái chữ phẩm, bốn chữ khẩu là cái miếng rùa, chữ liền, có nhiều lắm là chữ liền. Cái đó là tượng hình, cái đó tượng hình nghe thầy. Tượng hình là hội ý nữa. Vâng, cái đó tượng hình. Ngay cả chữ nhân này, nó vẽ là người đúng là con người đó, nó vẽ một tí. Cái gì, cái nghĩa nào mà xấu nhất buộc lòng phải ghét cái chữ nữ vô, thì nó tội người đàn bà chứ. Cái gì mà xấu nhất là phải có bộ nữ đó. Là kỳ vậy ta. Không biết sao hồi xưa người ta đè phụ nữ dữ vậy.
đang phu dâm phụ rồi là các nữ hết. Nhưng mà không phải là bên Trung Hoa đâu, ngay ở châu Âu cũng vậy, Tây phương cũng vậy. Tây phương cũng vậy luôn nữa. Nữ là sống nhất, Adam Eva đó. Eva bị ăn trái cấm đó. Bây giờ hả? Bảo nào bảo là toàn là bảo của nữ không à? Hả? Bảo là bảo của người đàn bà không? Bảo luôn bảo gì đó? Bảo kỳ, kỳ thiệt tư tưởng. Mà chết bao nhiêu người đó rồi lại cả trăm người rồi. Khánh tác chị đó. Ừ, chết cả trăm người rồi. Đó, ông ăn không lấy thêm vài trái nữa về chịu khó sắc ông nên nhơi lên. Dạ thôi là để chút xíu nữa. Nghe là ông đang đi mua bữa gì? Bữa là nhất bữa nhì me. À. Ừ. Bữa thì dễ nuốt hơn. Anh lột ra cái anh ăn liền. Đúng không? Me thì anh bẻ anh gặm để nó tan. Anh cứ nhớ của mình đi nào mình ăn thôi. Còn không là dĩ độc, trị độc, thắng nước đường uống. Đây nè. Có gì đâu mai mốt có gì đó thì một lần mà thầy với ông đang ngồi uống trà thì đây nè có thêm cái ly nữa gì đâu. Cái ly cúng đó hả? Rủ về uống. Ông gọi rủ 4-9 ngày thôi, nghe qua 4-9 ngày đi đầu thai. Qua 4-9 ngày đi đầu thai. Làm cái làm mà đồ chai mùa đông này cái à, tính nè, tính chú ba tôi tính nè, tôi giảng tôi nói giờ á, tôi làm đồ ăn này nè, ai cũng thích ăn, nhiều người thích ăn thiệt chứ không phải ta dị tình, ta không thích ăn ta đâu biểu mình gửi, ta thích ăn ta. Tôi thứ bảy chủ nhật ông chịu không, giờ tôi ông nhà ông đang đi đóng cái xe rồi cái xe nó giống như cái đồ vậy vậy đó, rồi ra tới ông chở tôi ra tới đó rồi ông ngồi xe đi cũng được, tôi đứng tôi bán đông ông phụ tôi cứ thứ bảy chủ nhật ra chỗ sông quê đó mình xin đó, chỗ mình đứng đó mình chặn cửa chợ Việt Nam á, bán đồ chai hả? Bán đồ chai. Ủa thầy đứng đó thầy dành với Đông Hưng nó đâu có được. Không, mình không, mình bán ăn liền mà, rồi bánh mì bì, bánh mì chả, thì bánh món mì thôi vậy thì sao chứ làm nhiều thứ cũng làm được. Rồi cá kho, bánh đúc, rồi bánh hỏi, rồi bún chả giò, làm cả đống sức đâu làm. Không, đâu cứ làm vậy đó, mình bán ăn liền, trời ơi, tôi không hốt bạc không mà. Chị không giờ đi đóng cái thùng. Thôi, thứ bảy chủ nhật thôi, từng bán hốt bạc, bán rẻ cho ta thôi. Không còn cần tiền trả tiền nhà chứ, bây giờ ông biểu con cần tiền để làm gì luôn, chứ đâu biết làm gì, trời ơi. Có tiền là phước. Thôi, phước tự nhiên nó tới thì mình làm thôi chứ mình đi kiếm nhiều khi không có. Dài. Dạ. Dài, dài không có. Đi kiếm mà sao tính chưa tới phiên tại vì cái khu vực này á không có người Việt đông, không có người ở đông đâu chứ phải có. Tôi đẩy chiếc xe tôi bóp cái tè tôi đưa tôi bán. Không, thầy đi ra đúng, thầy đi ra chợ đó hoặc là chợ đại hàng đó. Để bán là ngon lành bởi tôi suy nghĩ. Chợ đại hàng đó, nhưng mà chợ đại hàng sợ nó không cho thầy đứng thôi. Ừ. Chứ còn chợ đại hàng là dân Á Đông đó, dân Phi, dân Mễ rồi đó, dân đại hàng đó nó ăn nó ăn đồ chay. Không, mình đâu đứng giờ đại hàng chi, mình đứng ngay chỗ cái bánh xe buýt đó. Chạy không đây được đâu, cảnh sát nó lộn rồi. Thôi đi. Không, dạ. Nhưng mà tại sao nghĩ mấy đó làm gì vậy? Đó. Không, mình nói vậy thôi, nói mấy bây giờ mà. Ông muốn đi kiếm thêm tiền. Ừ. Không cần thêm nữa. Đó, thấy không? Đủ rồi, được rồi thầy, biết đủ là quá rồi thầy. Đó, đó. Thầy nghe chưa? Thầy nghe ông đang nói chưa? Đủ rồi thôi, biết đủ rồi thôi chứ, ừ. Đủ thôi. Đó. Chứ còn nếu ừ, mà còn chưa tham thì không bao giờ hết. Đúng, chính xác. Hố không đáy rồi. Thiện túc, đãi túc, hà thờ túc, thầy ơi. Bây giờ ông đang đi nhàn đây nè, ông hưởng nhàn đi. Ông đợi cái gì nữa, đợi tới thiện nhàn, đãi nhàn, hà thờ nhàn thì tôi. Ông nội hay chừng nào mới có điều kiện để nhàn. Chú Thanh nó chưa nhàn, mình cũng khó nhàn lắm. Bởi vậy là giáo dục địa tạng là chú Thanh nó còn địa ngục, ông đâu thành phạt được. Đó, thành ra ông cứ tri túc, tiện túc đi cho rồi. Mà ông đã có chủ trương vậy rồi đó thì thầy còn suy nghĩ thầy gì. Thầy ông đang cho hết đi, nhập luôn. Hết rồi thầy, thôi con ăn ba, ông la ngày ăn cho hết luôn. Thôi con đừng ăn mà. Đây là bữa ăn cho hết, nhập luôn. Để thôi. Để ăn đi, thầy gấp mà đi hả? Thầy đâu có đi đâu, trời ơi. Một thao mì căng chưa chiên, một thao bì chưa sắc, chiên rồi mà chưa sắc. Có một răng dầu ra hay rửa. Có còn một chai nữa. Đằng này làm ít dầu lắm. Con mua có lo nè, tại vì đúng là ít dầu, nhưng mà chỉ có cái là sao, chiên hai lần là bỏ.
Thế là chứ giờ, giờ ăn giờ giàu cũng độc lắm chứ. Như hôm qua chiên em chiên bì nó còn vậy chứ mà chiên lần nữa nó đen là bỏ đâu dám ăn. Ăn giờ thà mình biết bỏ. Có cái duyên gì nha, ngày hôm qua tôi ghé chợ Tam Tấn, tôi tới cái chỗ mà nó bán me như anh nói đó, me trong hộp đồng hoàng à. Me của Thái ừ. Me ngọt ờ, mẹ suýt tôi à. Trà nhiều quá tôi sợ rồi uống chút rồi tôi cầm tôi lật tới lật lui vậy là tính mua rồi mà không biết sao chưa mua, bữa nay cộng thêm cái đòn bẩy của ông nữa, vậy thì tôi phải đi mua đó. Đúng rồi, nó rẻ hơn 4.50 đồng, còn trong phút lây hơn là 5 đồng. Dạ, các bạn đó không biết bao nhiêu ừ. Nhưng mà đã cầm lên rồi lựa rồi lựa ừ. Rồi và bây giờ cộng thêm cái bẫy này nữa chắc là phải đi mua rồi. Mà tại vì hôm qua tôi nghĩ tới cái luôn cái này me ngọt tôi sợ ngọt không sao không sao cái cốt chua à. Anh cái cốt chua me là me chua à. Tôi nói thật anh bạn mà nó nhưng mà nó nó may ngọt là tại vì cái đất tùy cây ngang đây tùy thật cái đất nó bỏ đường vô trong cái không không bao giờ cái này để tươi nữa. Tôi bảo đảm anh 100% tươi à. Ừ, 100% tôi đi Lào tôi cũng vậy, tôi mới là tôi ghé tôi đi trên đường đi Lào á, tôi ngồi tôi mua cái đó không tôi ngồi ra rồi ngày mua lộn nữa rồi đằng này nó cái nhỏ nhất không có này giờ nó không ra nữa nó không ra nữa cái này thằng cũng được rồi vừa đủ rồi con nghĩ tới cái lô rồi tại ăn cái này mà cho biết cho bấm rốt một nửa thôi một nửa thôi bây giờ không có mua được tại vì nó có cái cấp loại cái lọc biệt cái gì nhưng mà nó không có bán nó có đi cũng muốn hai nơi cho này á tôi nói cái sao bấm rốt nó hết sỉ luôn mà ông đây không chê thúi nè tôi nói thiệt không đấy là tôi làm không đến nổi đó nha nè không coi nè tôi nói thiệt ông á coi nè thấy không hửi coi cái nè đi coi hết sảy luôn thấy không đây là mày thầy cho xả đó nghe dân cho xả để chết dở chưa có nghe mùi mắm là mắm rồi cha ơi mà nồng nặc nghe đó chưa anh cho biết xài mình nóng lên là ra mày biết anh chạy luôn á nó nồng rồi sáng nữa. Tôi nhét bánh mì tôi ăn hết sảy luôn ngon luôn này ngon ăn nó nồng nữa à, mà, nó nồng nữa rồi mới đầu có không có ngủi rồi rồi cảm ơn đã để cho anh có ngủi ngon luôn luôn ra thúi mà thiệt hôm qua lạnh quá đâu có làm ngoài nổi chiều xuống lạnh á là ông trong này biết tôi đốt nhang đốt nhang đốt cháo lên đây và tôi táo tôi gọi hai lần xà bông á hứa cái mùi xà bông mà tôi mới đưa nó lại nó còn đấy thầy đốt cái nhang thì mà thơm nó đâu có biết là hết pin rồi này kệ cứ để đấy tôi bấm nó trên đòi chứ nó nói thầy đốt cái nhang thì mà thơm bởi vì đốt quá là đốt cả nhà đó mà tôi tụng kinh mà nó nó vô đó. Mình thấy ăn cái này kỳ cục rồi đó. Không, tại cái người miền Nam thì thường hay vậy đó. Đa số là mắm không á. Mà tí là mắm. Cái mùa này không có mắm đậu đó. Mùa này không có đậu mắm đậu à, đậu nành á hả? Đậu nành. Mùa này chỉ lấy tương đó, tương à. Tương có bảy cho đó. Dạ. Với khủ trao thôi. Mà làm ra như. Chứ đổ không biết cái tương bằng của tương Bắc vô chút. Ý là không dám mua từ cự đà đó bỏ cự đà vô nữa là coi tương cự đà là ăn mặn mà đâu cự đà mà ăn chay hết đấy chứ à. Ừ anh biết rau muống luộc một chấm biết cự đà ngon lắm chay cự à. Ừ, ăn ngon lắm mà phải tương cự đà cơ mà đây nè tương bắc á tương bần á cũng ngon đó tương bần không? Là cái gì tương bần là cái gì vậy? Anh không biết tương bần nữa. Trái bần làm ra gì nữa. Không phải tương bần, không phải trái bần chơi. Nói mẹ chết mẹ rồi. Bần đâu làm tương được. Mới gọi là tương bần chứ ai làm không, sao tương bần tương hỏi tại sao tương bần tôi à. Không hiểu nữa. Tương cực đó. Tên này biết. Nghe không nè. Đúng rồi, cái này ra mùi mắm nè. Đó. Bên đây nè, lắc lên vậy nè. Lắc lên vậy nè, bạn miếng chanh, bằm ớt vô. Nhưng mà điều tôi không dám ăn. Dạ vậy, anh cho muốn chấm ngon lắm. Ăn cái cám này. Ăn cái cám nó lên dù dù. Cái nhẹ hả? Nó mặn cái này là hơn chục năm rồi nè. Mặn mà. Nó mặn nó mới không hơn mà làm bằng liếp. Nên tôi ăn cái này vô là phải đi uống thuốc liền. Dễ hả? Mấy người mập ăn này vô là dễ đột quỵ nè. Lâu lâu ăn nó thôi. Nó mặn dữ lắm hả? Nắng, chứ mặn nó mới không hư. 10 năm mà mượn. Còn thế tương cự đà sao thầy ăn được? Không, là nó không ăn tương cự đà. Đà hôi lắm nè, không nè. Ăn tương bằng, ăn tương bằng nè. Tôi hỏi anh nè à.
cái định lý nào làm cho ông á là chống chọi với cái tiểu đường ông mà ông không cần uống thuốc? Chỉ có tụi anh á. Ông ăn cơm anh ăn thôi. Hả? Cơm ngày ủa? Ngày tụi anh có một buổi mà cách ngày tụi anh được một buổi. Còn đa số tụi anh trái cây không? Trái cây với rau sống không đó. Chứ tôi không kèm. Tôi muốn ăn sao thì tôi thích ăn thì tôi ăn. Tôi không kèm. Ông nói lại một ngày ăn... Cách ngày tụi anh được một bữa cơm. À. Cách một ngày. Mà một lần ăn về được mấy chút? Ăn được chút một chén nhỏ xí. Tụi anh hỏi là ăn... Ông ăn có vỏ phần 1/3 chén này à? Không bao giờ tôi ăn cơm nhiều. Mà con cơm vậy mà sao có đường chứ? Kỳ thiệt á. Mà không phải gạo không phải gạo nếp nha, gạo thường nữa này. Anh nói xong đi, để tụi nó bây giờ tôi hỏi tiếp cái câu thứ hai là ông không cần thuốc. Vậy thì chỉ thức ăn nó khống chế được cái khống chế được, tôi bảo đảm anh. Nó khống chế tạm thôi, có nghĩa là nó ông vẫn ăn 300 mấy nữa. Chứ còn thật ra, 300 mấy đó. Thật ra đường đó là nó ở trong tủy ra chứ đâu phải ăn cơm không, nhiều. Cái đường nó thiếu cái chất insulin này. Dạ đúng rồi. Nó insulin, chích cái insulin vô để làm. Nó khống chế là có nghĩa là nó... Tôi chích insulin đây nè, ông ơi, tôi chích tới 2 loại insulin lần. Cho nên nó khống chế là ông không đột quỵ thôi. Còn cái nữa tôi nói cho anh nghe là tôi tập thể thao. Một ngày tôi tập chỉ sáng dậy, tôi tập 10 phút thể thao. Có những động tác thể thao đó, tôi tại vì tôi nói anh không tin, cái nhíp bít đó. Một lần tôi nhíp 36 cái. Nghe, tay tôi vậy này, đít hậu môn tôi nhíp 36 lần. Tôi bảo đảm anh nhà con mẹ giống hết. Tôi, anh tin biết là cao đường, cao mỡ, cao tầm lum hết. Tôi cao lắm anh biết không? Ông đấu về gọi tại sao tôi chưa chết á, ông đấu gọi tôi á. Tại sao anh chưa chết mà không bao giờ uống thuốc? Tôi nói cho anh, thuốc ông cho tôi dùng. Và tới nói thì ông mà ông nằm xuống là khỏi trị đó. Không, con có thể con khỏe lắm. Không, ý nói thì tới tình chết là chết, chết luôn. Chết là chết luôn, nhưng mà thiệt tình là nói là con khỏe lắm. Nằm xuống là đúng là không có còn thuốc nữa. Hết rồi, hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi. Nhưng ông, mà tôi ông chưa có thuốc. Ông chưa có uống thuốc. Tôi uống thuốc thì cả tôi không uống. Thì bởi thế chứ khi ông nằm xuống thì bắt đầu uống thuốc thì lúc đó nó dễ trị. Nó có phản ứng mạnh lắm. Ông người tôi có nó cái nó gọi là immunization rồi, cái tắt nghe rồi dạ. Cứ nói đi hết biên rồi. Cái...